Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 6 tháng 8 của Đài Phát Thanh và Chính Nam Định. Trong chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay, mùng 6 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai kế hoạch thực thi hiệp định EVFTA. Dù hội nghị có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam và Liên minh châu Âu, Tại điểm cầu tỉnh Nam Định dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đánh giá cao ý nghĩa của hiệp định EVFTA, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh giao nhiệm vụ để thực thi kế hoạch EVFTA là quan trọng nhưng triển khai đi vào cuộc sống còn quan trọng hơn nhiều. Thủ tướng nêu rõ, chủ trương một thì biện pháp thực hiện phải là 10, đặc biệt cần phải thường xuyên giả soát, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 63 tỉnh thành phố trong cả nước phải trực tiếp chỉ đạo ưu tiên triển khai thực thi EVFTA một cách hiệu quả. Đồng thời cần tăng cường phối hợp và đặt lợi ích quốc gia lên cao nhất. Tiếp tục cải cách thể chế tốt hơn nữa để phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước cũng như phát triển quan hệ bền vững giữa Việt Nam và EU. Đi liền với đó phải đẩy mạnh công tác truyền thông, không chỉ phổ biến các thông tin chung chung mà phải nâng cao nhận thức về các thách thức, cơ hội của EVFTA. Đặc biệt là các hướng dẫn cụ thể phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng thông qua các hình thức trực tuyến để tiếp cận được nhiều doanh nghiệp hơn, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò kiến tạo phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, tạo khung khổ pháp lý thuận lợi, định hướng cho doanh nghiệp nỗ lực sáng tạo, hành động nhằm nắm bắt cơ hội để phát triển. Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, được ví như con đường cao tốc hướng Tây kết nối Việt Nam với Liên minh châu Âu, thị trường hơn 450 triệu dân và có tiềm năng hàng đầu thế giới. Ngay sau khi EVFTA có hiệu lực, 84% các dòng thuế chiếm 71% xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được giảm xuống mức 0% sau 7 năm. 99,2% các dòng thuế, chiếm 99,7% xuất khẩu Việt Nam sang EU sẽ được loại bỏ. Mặt khác, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi 65% giá trị xuất khẩu của EU sang Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Phần còn lại sẽ được loại bỏ theo các lộ trình cam kết 10 năm. Trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 8 Đảng bộ quân khu 3 tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu lãnh đạo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần. Các đồng chí nguyên là Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu qua các thời kỳ Lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 9 tỉnh thành phố trên địa bàn, các đồng chí đảng ủy viên quân khu nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu lãnh đạo quân chủng hải quân, bộ đội biên phòng 5 tỉnh thành phố trên địa bàn cùng 264 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong Đảng bộ quân khu 3 về dự đại hội. Dự đại hội về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Đoàn Hồng Phong, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ quân khu 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ quân khu cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu chủ động nắm chắc nhận định đánh giá đúng tình hình, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo. Lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cắn với xây dựng các kế hoạch phương án về phòng thủ dân sự. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 47 các cấp trong đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, âm mưu phi chính trị hóa quân đội, nhất là trên Internet, mạng xã hội, tiếp tục thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới gắn với thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 CT của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng Bộ Lực lượng Vũ trang Quân Khu vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đề cao tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, lãnh đạo chỉ huy các cấp. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã quán triệt chấp hành nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 8 đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Sau hơn 2 tháng hợp nhất Đảng bộ khối doanh nghiệp và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, sáng nay mùng 6 tháng 8, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. 288 đại biểu, đại diện cho gần 9.000 đảng viên ở 162 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng Bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã về dự đại hội. Đại hội đại biểu khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng cơ quan doanh nghiệp vững mạnh. Các chỉ tiêu chủ yếu ở giai đoạn 2020-2025 được đề ra. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Phát triển từ 7 tổ chức cơ sở đảng trở lên trong doanh nghiệp tư nhân kết nạp 1.500 đảng viên mới trở lên. Tỷ lệ tổ chức đoàn thể vững mạnh đạt 85% trở lên. Doanh thu bình quân của các doanh nghiệp tăng từ 12% đến 14% trở lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp tăng từ 7% trở lên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng Bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội nhất là công tác cải cách hành chính xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ để mỗi cán bộ đảng viên người lao động trong doanh nghiệp thấy được vai trò nhiệm vụ của mình trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng cơ quan đơn vị đồng chí nhấn mạnh các cấp ủy tập thể lãnh đạo người đứng đầu cấp ủy phải chủ động dự báo đánh giá đúng tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên để kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy tập thể lãnh đạo sự đồng thuận trong nội bộ cơ quan đơn vị doanh nghiệp quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên sáng về phẩm chức đạo đức giỏi về chuyên môn có tinh thần thái độ làm việc trách nhiệm nói đi đôi với làm Nói ít làm nhiều, làm việc hiệu quả thực chất. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quy định 08 về trách nhiệm nêu gương. Chú trọng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Trước mắt cần chủ động tích cực phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng và đảng viên các cơ quan đơn vị doanh nghiệp để tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng đảng và hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,9% một năm, cao hơn so với mức tăng bình quân của nhiệm kỳ trước 6,2% một năm. Quy mô nền kinh tế tăng 1,8 lần, thu ngân sách nhà nước gấp 2,1 lần, tổng trị giá hàng xuất khẩu gấp 2,1 lần, thu hút vốn đầu tư FDI gấp 8 lần, thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội so với cả nước. Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn 1,5 năm so với nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Hoạt động của các đoàn thể được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhất là công tác vận động đoàn viên, hội viên tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công an tỉnh kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công văn số 331 của Ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nam Định trao giấy chứng nhận cho 72 trên 79 công dân đã đủ thời gian 14 ngày cách ly. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Nam Định tiếp tục giữ cho mình một trái tim nóng để giữ lòng nhiệt huyết và đam mê, một cái đầu lạnh để bình tĩnh xử lý trước mọi tình huống cam go nhất, hai bàn tay sạch để tránh xa ma lực, sức hấp dẫn của đồng tiền, giữ vững tư cách người công an cách mệnh. Đó là lời hứa quyết tâm của Công an Nam Định tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống anh hùng, những chiến công trói lọi của lực lượng công an nhân dân trong 75 năm hình thành và phát triển với những chiến công nối tiếp chiến công, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và nhà nước, gắn bó máu thịt với nhân dân vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu. Cùng với lực lượng công an nhân dân cả nước, cách đây 75 năm, 13 chiến sĩ tự vệ đỏ, tiền thân của lực lượng công an Nam Định ngày nay, được lệnh của Ủy ban Khởi Nghĩa đã dũng cảm chiếm ti liêm phóng, xào huyệt của bộ máy cảnh binh tay sai giặc Pháp. Nối tiếp sau đó là chiến công vang dội của các đội hành động, công an sung phong mãi mãi ngời sáng trong lịch sử của lực lượng công an Nam Định. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những năm gần đây, lực lượng công an Nam Định tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh vùng giáo, an ninh nông thôn, an ninh đô thị. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra. Trọng án khám phá đạt 100%. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, trung bình hàng năm giảm từ 2 đến 4%, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích chiến công và nỗ lực cố gắng mà lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ, lực lượng an ninh nhân dân công an tỉnh Nam Định đã đạt được trong 75 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, công an Nam Định cần tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần xác định mục tiêu trước mắt và lâu dài đối với lực lượng công an tuyệt đối giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn đảng thì còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Công văn số 331 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020 về phòng chống dịch COVID-19. Trong khi chờ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch trong giai đoạn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Văn bản số 1100 CVTU ngày 29 tháng 7 năm 2020 của tỉnh ủy và văn bản số 321 UBND VP7 ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. 1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đề cao kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan, phải bình tĩnh chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh. 2. Sở y tế công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các ngành có liên quan, các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bị động. 3. Sở y tế công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ, yêu cầu cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh, nghi ngờ lây nhiễm và các trường hợp từng đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến nay đã trở về địa phương. 4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố kiểm soát chặt chẽ những người nhập cảnh vào Việt Nam về địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra giả soát người nước ngoài đang lưu trú, làm việc tại địa phương, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khách sạn để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm yêu cầu cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. 5. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế triển khai phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. 6. Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, giữ vệ sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng, tích cực khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe khi có biểu hiện ho sốt thì thông báo tới cơ quan y tế để được kiểm tra xét nghiệm. Giao sở thông tin và truyền thông hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh, phục vụ cảnh báo sớm cho người dùng khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. 7. Đề nghị Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh vận động nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, Tiếp tục tin tưởng ủng hộ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, thủ tướng chính phủ, của các cơ quan chức năng, của chính quyền các cấp. Phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn xóm khu phố là pháo đài, cùng chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, các huyện thành phố, các tổ chức cá nhân tổ chức triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Đình Nghị đã ký. Ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8, tại trung tâm cách ly của tỉnh, tỉnh Nam Định tổ chức trao giấy chứng nhận cho 72 trên 79 công dân thuộc các tỉnh thành phố trở về từ Liên bang Nga đã đủ thời gian 14 ngày cách ly theo dõi, có tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xác nhận đủ điều kiện chuyển về địa phương tiếp tục tự cách ly và theo dõi. Sau hai lần xét nghiệm theo chỉ định cho 100% công dân Kết quả trong tổng số 79 công dân thuộc các tỉnh thành phố trở về từ Liên bang Nga, có 7 trường hợp dương tính với COVID-19 được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị. Số công dân còn lại sau khi có kết quả xét nghiệm các lần âm tính với virus SARS-CoV-2 được tiếp tục theo dõi tại trung tâm cách ly của tỉnh, đều chấp hành tốt quy định, hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng tại khu vực cách ly. Sau khi trao giấy chứng nhận cho 72 công dân đủ điều kiện chuyển về địa phương tiếp tục tự cách ly và theo dõi. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người nhà bố trí phương tiện hỗ trợ để đưa công dân về địa phương một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn nhất. Đến thời điểm này, tại Trung tâm Cách ly tỉnh Nam Định đã tiếp nhận 961 trường hợp và cho dây chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 946 công dân. Hiện đang tiếp tục theo dõi sức khỏe đối với 15 trường hợp đang thực hiện cách ly. định phấn đấu hết năm 2020 có từ 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng trường chuẩn quốc gia trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với xã Nam Vân khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hết năm 2020 Toàn tỉnh Nam Định có từ 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 mô hình nông thôn mới kiểu mẫu và 100 sản phẩm ô cốp trở lên. Để hoàn thành mục tiêu trên, căn cứ phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cần tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các huyện, các xã thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu theo quy định. Trước mắt phối hợp với các huyện thành phố khẩn trương giả soát, đánh giá mức đạt khả năng hoàn thiện tiêu chí do ngành mình phụ trách ở các xã thị trấn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Từ đó có giải pháp cụ thể tích cực, chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện đạt kết quả cao nhất. Tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh huy động thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, có phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai chương trình ô cốp tỉnh năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh sạch đẹp an toàn không chỉ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà còn trở thành một tiêu chí cứng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp, việc huy động xã hội hóa chưa thể giảm bớt áp lực chi ngân sách dành cho giáo dục thì yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia lại trở thành một nhiệm vụ khó khăn Đối với nhiều địa phương đang bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm nay, xã Nam Vân ở thành phố Nam Định bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Yêu cầu đặt ra trong tiêu chí số 1 là ngoài chuẩn xanh sạch đẹp an toàn, xã phải đảm bảo trường mầm non, trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Riêng trường tiểu học phải đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hiện nay ở xã Nam Vân chưa có trường nào đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường là 5 năm. Đến nay, trường mầm non xã Nam Vân đã hết hiệu lực công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2002-2005. Ngoài cơ sở 1 được xây dựng đã lâu đang bắt đầu xuống cấp, trường mầm non Nam Vân mới có thêm cơ sở 2 tọa lạc trên khu đất trước đây là trường dân lập Trần Quang Khải, lại chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết. Trong khi đó, trường mầm non Nam Vân lại đang thiếu các phòng chức năng với đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Để tiến tới nhà trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn tiếp theo thì thứ nhất là cần được sự đầu tư của các cấp lãnh đạo địa phương quan tâm cho nhà trường, đầu tư cho nhà trường về cơ sở vật chất cũng như các phòng chức năng còn thiếu. Hai nữa là À, về phía sở giáo dục, phòng giáo dục đào tạo thì đầu tư cho nhà trường về trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho độ tuổi không thông tư 02 của nhà trẻ, của nhà trường như 5 tuổi thì nhà trường đã đặt 100% nhưng độ tuổi dưới 3 tuổi, 4 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi và nhà trẻ nhà trẻ thì nhà trường mới đạt 70%. Trong nhiều năm qua, nếu tính các khoản chi từ ngân sách Cả ba trường từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn xã Nam Vân chỉ được đầu tư chưa đến 3 tỷ đồng và cũng chỉ đủ nâng cấp, cải tạo các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà để xe, máy chống nóng. Duy chỉ có trường trung học cơ sở đã cải tạo được một số phòng học nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ 6 tỷ đồng của dự án khu lưu niệm đồng chí Lê Đức Thọ. Cho dù đây là khoản kinh phí không thường xuyên và cũng chưa đủ để thay thế cho nguồn chi ngân sách dành cho giáo dục. Chúng tôi cũng có cái hướng là tập trung về cái nguồn lực đặc biệt là có cái đề nghị trên cho cái công tác đấu giá quyền sử dụng đất và cái thứ hai nữa là tập trung cái quy hoạch các cái quỹ đất để chúng ta đấu giá một phần để bổ sung trong cái xây dựng mở rộng thêm các cái trường lớp đấy là cái thứ hai nữa thì cũng là đề nghị với trên đặc biệt là thành phố và phòng giáo dục quan tâm để hỗ trợ để chúng tôi để xây dựng thêm các cái trường lớp cho đáp ứng cái tiêu trực cầu học tập đấy, về đối với cái các cái phòng chức năng thì cái này là một phần địa phương và đề nghị trên và chúng tôi sẽ tiếp tục với tuyên truyền vận động xã hội hóa trong cái để hỗ trợ thêm các cái dụng phần trong các phòng chức năng để tổ chức cho các cháu học tập trong thời gian tới. Trước mắt cũng như nhiều địa phương khác, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của các trường chuẩn quốc gia ở mỗi bậc học tại xã Nam Vân đang đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, trong khi ngân sách địa phương còn khá eo hẹp đó là chưa kể đến áp lực tăng số lượng học sinh trong mỗi lớp học và số lớp trong mỗi trường do việc tăng dân số cơ học mặc dù vậy nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cũng là nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội để ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học chuẩn hóa về đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phần hỗ trợ đắc lực cho quá trình chuẩn hóa trường học trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đang được xã nam vân thành phố nam định và nhiều nơi khác thực hiện chính là nguồn lực xã hội hóa mà hiệu quả thực tiễn đã có thể nhìn thấy ngay tại địa phương này. 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định thực hiện cấp và gia hạn gần 1 triệu 028.400 thẻ bảo hiểm y tế. Huyện Mỹ Lộc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 6 tháng đầu năm Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định thực hiện cấp và gia dạ hạn gần 1.028.400 thẻ bảo hiểm y tế trên 1.298.310 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số tiền là 543 tỷ 720 triệu đồng. Để đảm bảo tốt quyền lợi người bệnh chống lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn quy trình kỹ thuật bệnh viện và thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện chế độ khám chữa bệnh bởi y tế còn một số tồn tại. Như hồ sơ của người tham gia bảo hiểm y tế còn sai sót về thông tin của người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhất là nhóm đối tượng do ngành lao động thương binh và xã hội và chính quyền các xã phường quản lý. Bên cạnh đó, luật quy định mở rộng số người tham gia bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho nhiều nhóm đối tượng với nhiều mức hưởng khác nhau nên việc phân loại, xử lý dữ liệu phức tạp, số lượng thẻ cấp phát lớn trong khi phải thực hiện in cấp trong thời gian ngắn cũng gây khó khăn cho ngành bảo hiểm xã hội. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đã nhanh chóng lan tỏa vào cuộc sống khơi dậy tiềm năng sức mạnh của nhân dân, góp phần quan trọng chung tay cung cấp ủy chính quyền các cấp hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Quá trình tổ chức thực hiện, huyện Mỹ Lộc đã bám sát 5 nội dung của vận động, đẩy mạnh phong trào đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đối với nội dung đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa phát huy truyền thống đền ơn đắc nghĩa, tương thân tương ái. Đến nay toàn huyện có 119 trên 137 khu dân cư văn hóa, 91% số trường học, 100% trạm y tế được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 86% cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ che phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Thực hiện nội dung đoàn kết, chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mặt trận tổ quốc các cấp đã phối hợp vận động nhân dân xây dựng bổ sung, sửa đổi, thực hiện tốt quy ước, hương ước tại cộng đồng, phối hợp làm tốt công tác thu thập, phản ánh ý kiến kiến nghị của nhân dân, kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền, giải quyết, thường xuyên kiện toàn, duy trì hoạt động 141 tổ hòa giải ở cơ sở. Huyện Mỹ Lộc cũng đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện nội dung đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.